cùng của chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình, chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của nhóm Tanga với ca khúc Tạm biệt mái trường, được trình bày bởi bạn Thúy Nga, Ý Nhi và Phi Nhã. Bài hát như một lời nhắn nhủ với các bạn lớp 9 về thời học sinh và tương lai sau này. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Thank you.
người.